Siro chó mèo kit Nhật Bản trị ho, đau họng, sổ mũi hiệu quả. Hello, xin chào mọi người, mình xin giới thiệu cho mọi người á là một cái em siro chó mèo được gọi tên quen thuộc đó là sản phẩm siro kit chó mèo 120ml của Nhật nha. Đây là một cái sản phẩm siro ho cho trẻ em được người dân tại đất nước Nhật Bản cực kỳ yêu thích luôn và thường xuyên sử dụng cho trẻ em mỗi khi các cái triệu chứng như là ho nè, cảm sốt và sổ mũi, nghẹt mũi, cảm lạnh, giúp các con chúng ta là mau chóng khỏi bệnh nè, giảm hẳn cái triệu chứng trên, giúp con cũng không được cảm giác khó chịu dẫn đến mất khóc thường xuyên nữa. Thì cái sản phẩm này được chiết xuất dựa trên những cái thành phần có nguồn gốc từ các loại thảo dược thiên nhiên nè, với những cái tính năng đặc biệt và công dụng vô cùng hữu hiệu, lại rất là an toàn và lành tính cho trẻ. Vì vậy thế giúp chúng ta giảm nhanh cái triệu chứng khó chịu thường gặp khi mắc bệnh. Vì vậy nên là các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm cho con em mình sử dụng sản phẩm này nha. Và sản phẩm này là được nghiên cứu và sản xuất tại dây chuyền công nghệ hiện đại nhất của Nhật Bản luôn. Sản phẩm này không chỉ giúp cải thiện tình trạng bệnh cảm lạnh nè, ho, đờm, sổ mũi, khẹt mũi ở trẻ mà còn giúp cải thiện hệ hô hấp ở trẻ nè, giúp cải thiện tình trạng đau đầu, mệt mỏi, khó chịu cơ thể khi đang mắc bệnh và ngăn ngừa tình trạng bệnh kéo dài gây cho trẻ cảm giác khó chịu nha. Nên là các bậc phụ huynh mỗi nhà mà có trẻ thì nên sở hữu em siro chống mèo này nha, rất là tiện lợi mỗi khi mà mình cần thiết luôn á.